Thưa quý vị, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh của giáo sư Trần Văn Dào, 11 tháng 9 năm 1911, 11 tháng 9 năm 2021. Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa. Tại lễ dân hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thắp hương trước mộ phần giáo sư Trần Văn Dào và gia tộc, dân hương tưởng niệm tại nhà thờ họ của giáo sư. Giáo sư Trần Văn Dào xuất thân trong một gia đình trung lưu thuộc xã An Đục Long, huyện Châu Thành, nay là xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng cũng như có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và nền giáo dục nước nhà. Khi thực dân Pháp tái xâm lược nước ta vào tháng 9 năm 1945, ông là bí thư xứ ủy Nam Kỳ, chủ tịch ủy ban kháng chiến Nam Bộ. Ông còn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu của nước nhà. Trong sự nghiệp của mình, ông đã viết hơn 150 công trình nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn. Với những đóng góp nổi bật của mình, giáo sư Trần Văn Dào được Đảng và Nhà nước phong hàm giáo sư, tặng thưởng nhiều quân chương, danh hiệu cao quý như quân chương kháng chiến hạng nhất, quân chương độc lập hạng nhất, quân chương Hồ Chí Minh, quân chương lao động hạng nhất, nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, giải thưởng Hồ Chí Minh. Giáo sư Trần Văn Dào, người chiến sĩ cách mạng tiền bối, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học, nhà giáo, anh hùng lao động, người con ưu tú của quê hương Long An, mãi là tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu, lao động và cống hiến cho cách mạng, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung.